Khi con bước đến đây và được trải qua những cái ngày tháng ở đây, con cảm thấy đó là một nhân duyên cực kỳ quý báu. Cô dì, chú bác, các anh chị trong khóa học này, như quý vị đã biết là con đến với cái khóa này thật sự là cái rất là tình cờ. Chiều nay là con có nghỉ ở trên cái tờ giấy, bởi vì con nghĩ là cái lý do của con cũng sẽ giống nhiều người ở đây, bởi vì con quá mộng. Con mộng có nghĩa là cái trọng lượng của con là con duy trì cách đây là nhiều năm rồi, thế cho nên là mọi người thường gọi con là thầy béo. Thì con chia sẻ không hề biết đến chương trình này đó, và cách đây khoảng hơn một tuần khi mà ban tổ chức ra cái đó gần ngày cuối rồi, thì con có đang có cái việc ở bên Malaysia không? Thì một chị thì nói là thì đi đi 4 ngày kiểu gì em cũng xuống 4 ký, con không biết lý do gì hết, con đang đi đó. Và con rủ thêm một chị nữa thì chúng con là Phật tử của chùa Quan Âm Thư Viện Thành phố Hồ Chí Minh, thì chị cũng ngồi ở dưới. Thì chúng con là Việt Minh này, chúng con đăng ký khóa này đầu tiên là muốn giảm cân đó, thật sự với quý vị là như vậy. Nhưng tuy nhiên khi con bước đến đây và được trải qua những cái ngày tháng ở đây, con cảm thấy đó là một nhân duyên cực kỳ quý báu. Con là một doanh nghiệp thì con nói ở đây con cũng xin sám hối với ban tổ chức là con cũng phạm cái nội quy là không được dùng điện thoại, nhưng tuy nhiên là con cũng có đôi lúc con phải mở, con dẹp hết tất cả công việc, tất cả toàn bộ nhân viên, tất cả khách hàng là con dẹp hết, con nghĩ là con phải giảm cân đó. Nhưng khi con đến đây được thực hiện được những cái kiến thức mà thầy chỉ dạy cùng với những cái mà thực sự quý vị là sau 46 năm con chưa được hiểu nhận, chưa hiểu về cơ thể mình, chưa hiểu về cái sự vận hành của bản thân mỗi người, bản thân cơ thể của chúng ta vận hành theo cái định luật nhân quả, vận hành theo vũ trụ. Và con cảm thấy là một điều rất may mắn khi con quyết định ngay đến cái thứ hóa thanh tơ thanh lọc đó. Và điều đầu tiên con gửi cái lời tri ân sâu sắc đến thầy cùng với những cái người bạn đã cho con cái thông tin này để con được có cơ duyên con thanh lọc. Cái đầu tiên là đến hôm nay 4 ngày con giảm được 3 ký rưỡi. Con nghĩ đây là một cái kết quả mà con nghĩ là mắc kỳ, con đã làm rất nhiều rồi, rất nhiều lần rồi. Mọi người thường bảo con là chứ phỉ bớt béo, sau đó lại bảo tao lấy cậu mày chứ bớt đi, tao chỉ để phỉ béo. Đó là một cái niềm mà con đau đớn trong lòng rồi. Và con nghĩ là một số chị em phụ nữ ở đây, không ai khác, đều chung một cái niềm như thế với con. Nhưng khi con đến đây, con cảm thấy là mình đã sai. Và thực sự cái điều đầu tiên con cảm nhận đó là còn con lỗi với chính bản thân con, và con nghĩ chắc chắn mọi người tất cả ngồi đây đều nhận ra điều đấy, đó là con lỗi với bản thân mình đã suy nghĩ sai về cái mục tiêu sống, mục tiêu coi như là mình đặt ra cái mục tiêu của mình là gì, nhà lầu xe hơi có địa vị. Nhưng quay trở về, quý vị nghĩ mỗi lần con uống cái chai nước đó, con nghĩ rằng mình phải cố, thực sự là con không muốn được, nhưng con nghĩ là mình cố còn hơn mình nằm trên giường bệnh mình phải truyền dịch. Con nói thật, đấy là cái điều mà con suy nghĩ khi mà con ngủ và con quay trở về. Thực ra thì đến con là Phật tử và con cũng ăn chay trường cũng rất là lâu rồi. Tuy nhiên là khi mà đến ngày hôm qua thì sáng nay là khi mà sổ ra cái sau cái buổi mà lọc dầu sổ ra, con chính thức con sốc,
con sốc vì tại sao mà trong cái cơ thể mình bao nhiêu năm nay mình nghĩ là mình ăn thô này, ăn chay, mình không ăn động vật, mà sao nó ra kinh khủng khiếp như vậy đó. Đó thì cho nên là con mới nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội để cho mọi người nhìn nhận lại cái sai của bản thân mình và quay trở về điều chỉnh. Và những cái gì trong 4 ngày vừa rồi thầy chia sẻ con thấy quá quý giá. Và mỗi người, con nghĩ đối với con chỉ nhận được đó, như chị nhóm trường hỏi bao nhiêu phần trăm đánh giá con chỉ 3 điểm, con chỉ nghĩ được là nhận được khoảng 20% những gì thầy nói đó. Nhưng mà con nghĩ rằng là cái kiến thức đó nó sẽ thay đổi con trong những ngày tiếp theo.